Lotion và mọi người tới với kênh của Slipper các bạn ơi. Thì còn khoảng 5 ngày nữa là Noel rồi nha mọi người, mà cái chân của mình đã bị què mất tiêu rồi. Và bây giờ mình phải đi xe lăn. Nhưng hôm nay mình đã bị què rồi mà mình còn chơi obi nữa. Và mình nhất định mình sẽ sử dụng chiếc xe lăn này và đạt tới đích trong vòng 15 phút thôi nha mọi người. Get go. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm checkpoint thứ đầu tiên. Wow, các bạn ơi, thì thường thường các bạn thấy mình đi xe đạp và bắn chuột không? Hôm nay khác một cái là mình sẽ đi xe lăn nha mọi người. Wow, cái này rất là dài luôn á, mà nãy giờ mình chỉ đi được 4% thôi mà mình vẫn chưa chết. Đây là một cái kỳ tích đối với mình. Wow, quá, quá. No. Vừa nói chưa chết là mình chơi mất tiêu luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử lại ở cái điểm checkpoint tiếp theo nha mọi người. Kết cho, và ở khúc này thì mình cần phải đi chậm thôi, không nên đi nhanh. Nếu mà đi nhanh quá thì có khả năng được ăn gà khỏa thân rất là sớm luôn. Mình có cảm giác như là chiếc xe lăn của mình đã bị khóa bánh mất tiêu rồi. Giờ phải làm sao đây mọi người ơi? Yeah, các bạn thấy không? Mình đang ở trên một chiếc xe lăn mà mình bị què chân mất tiêu rồi. Sắp tới Giáng sinh, không biết bị què chân như thế này có đi chơi với người yêu được hay không. Mà nãy giờ mình đi qua điểm checkpoint này biết bao nhiêu lần rồi đó mà mình vẫn chưa thoát ra được. Wow các bạn ơi, thì mình vừa mới chạy thôi thì mình đã được 7% rồi. Thì cái khả năng mà tới đích trong vòng 15 phút của mình thì rất là nhanh luôn á. Wow, get go. Và bây giờ là 9%. Nhanh nào. Mình là vô... Trời ơi, mình định nói với mọi người là mình là người vô địch trong cái trò chơi obi này mà sao mà mình cảm thấy nó khó vậy nè. Vừa động cái là mình chết mất tiêu. Trời ơi, lại chết thêm lần thứ N nữa. Cái khả năng này là mình không biết là mình tới đích được 15 phút hay không nữa. Lúc đầu là mình chơi ở khoảng thời gian là 20 phút. Thì nãy giờ là 3 phút rồi nha mọi người. 3 phút đã trôi qua rồi mà mình mới đi được 14% thôi, rất là ngắn luôn. Và bây giờ còn cái thử thách phía trước của mình rất rất là dài luôn. Yeah, mình sẽ đến được đích trong vòng 15 phút. Các bạn ơi, thì Noel các bạn đã lên lịch cho mình sẽ đi chơi ở đâu hay không nào? Nếu như mà các bạn đã không đi chơi ở đâu thì các bạn cùng lên YouTube và gõ Slipper, các bạn cùng xem những cái tập video mới nhất của mình nha mọi người. Oh my god, Noel này thì mình cũng chả có đi đâu hết mọi người. Thật là tủi thân quá đi, 20 mấy năm trời không được đi chơi với người yêu lúc Noel nữa. Buồn quá mọi người. Yeah, các bạn ơi, thử thách càng ngày càng khó nha mọi người. Get go. Và chúng ta sắp làm được rồi, chúng ta đã chạy được 27, 28%, 29, đây là 29% rồi. Nhánh não, rồi qua thế giới bên kia luôn. Cùng ăn gà khỏa thân thôi nào. Trời ơi các bạn ơi, mình ăn gà khỏa thân á, mình muốn ngán luôn rồi á. Chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường rồi, còn 60% nữa thôi là chúng ta sẽ đến với đích. Và mình sẽ trở thành người lái xe lăn tốt nhất thế giới hiện nay. Và các bạn muốn so kèo đua xe lăn với mình á, thì các bạn cùng vô Roblox cái map obi nha mọi người. Let's go. Oh my god, có người đã vượt mặt mình rồi. Nãy giờ là mình tưởng là mình thi hạ đệ nhất nữa chứ. Let's go. Còn một xíu nữa thôi là chúng ta sẽ đến 40%. Yeah, mình qua mặt được thằng kia rồi. Oh my god. Yeah, làm được mà. Chúng ta sẽ làm được thôi. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Rồi. Rồi. Yeah, 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 yeah. 43% rồi. No. Oh my god, còn một tí nữa là mình chết mất tiêu. Không biết mình có chết ở cái đoạn đường này hay không. Dạ các bạn ơi, mình sẽ làm được, mình sẽ không bị chết đâu. Oh my god. Rồi, thằng Yuxi đã qua mặt mình được rồi. No, các bạn ơi. Ủa, cái này nhìn dễ chết nha mọi người. Trước mặt mình á là một cái tia laser màu đỏ. Oh my god. Nếu mà mình không vượt qua được cái tia laser màu đỏ này thì mình sẽ bị chết. Mà cái tia laser màu đỏ ẩn với cái nền màu đỏ thì rất là khó cho mình luôn á. Yeah, và đây là điểm checkpoint thứ 50. Mình đã đi được 1/2 quãng đường rồi. Mình nhất định là mình sẽ qua được cái map này trong vòng chưa tới 15 phút đâu. Nãy giờ thì mình mới sử dụng được có 7 phút thôi mà nha mọi người. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Không biết là mình có làm nên được kỳ tích vượt qua map obi này trong vòng 15 phút hay không. Nhưng mà nếu mà thời gian càng ngắn thì càng tốt nha mọi người. Let's go. Mình đang đi khá là tốt á. Bây giờ là tới 7... No. Bây giờ mình sẽ đạt đến điểm checkpoint thứ 54. Let's go. Yeah, đây là điểm checkpoint thứ 54. Và sắp sửa là đến với điểm checkpoint thứ 56 rồi. Oh my god, mình làm được mà mọi người. Mình làm được mà. Chỉ còn một xíu nữa thôi là chúng ta sẽ đến với điểm checkpoint thứ 60. Không có gì là khó, chỉ sợ mình không làm. Trời ơi, đang chơi obi mà nghe tiếng Mario mà. À các bạn ơi, thì ở đây có một cái nhạc nền là nhạc nền Mario cho mọi người. Mỗi khi mà mình rớt xuống dưới kia thì có một cái nhạc nền Mario thần thánh nổi lên là mình không thể tập trung được. Wow, các bạn thấy không? Dưới kia là một cái mặt trăng rất là to luôn. Suy ra là mình không phải mình đang ở trên trái đất mà mình đang đến với một cái hành tinh. Chết bà rồi, về với ông bà luôn. Mình đang ở một cái hành tinh rất là xa xôi mà mình cũng chả biết là nơi nào nha mọi người. Rất là xa trái đất luôn. Oh my god.
Yeah, chúng ta đã đạt tới gần 60 rồi nha mọi người. Chỉ còn một xíu nữa thôi, chúng ta sẽ đạt đến 60. Wow, bây giờ mình sẽ chạy nhanh nhất có thể. Mình sẽ làm được. Yeah, 60 rồi. Trời ơi, vừa ăn gà khỏa thân xong. Các bạn ơi, mình đã nói rồi, cái cuộc sống của mình toàn là ăn gà khỏa thân không. Mình cảm thấy là rất là ớn luôn. Mà cuộc sống đưa đẩy, mình phải ăn gà khỏa thân, chứ mình đâu có muốn chút nào đâu nha mọi người. Wow. Nếu như mà các bạn muốn chơi obby này cùng với mình thì các bạn nhớ kết bạn với Netflix Snipper cùng với mình. Thì mình đang rất là muốn các bạn kết bạn chung với mình để mình không chơi một mình nữa. Mình rất là buồn nha mọi người. Và các bạn nhớ like và subscribe cho kênh Snipper nha các bạn. Chúng ta đã đạt đến cột mốc 70 rồi. Ủa, cái thằng nào vừa qua mặt mình xong vậy? Sao nó láo vậy? Mình mới dừng chân một phát thôi mà cái thằng kia đã qua mặt mình rồi. Thật là không thể tin nổi, đây là một sự sỉ nhục đối với mình. Oh my god, hồi nãy là Yushi, đây là Gina. Cái tên gì mà đã khó đọc quá. Trời ơi, chết mất tiêu rồi. Bây giờ là mình phải đuổi kịp Gina mới được. Wow, các bạn thấy không? Ủa, nó chết mất tiêu rồi. Gina. Trước mặt mình chính là Gina. Em ơi, em chờ anh với em ơi. Em chạy nhanh quá, anh dí cũng không kịp luôn á. Gina đã chết mất tiêu rồi. Chỉ còn 30% cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ được đi ăn Noel rồi nha mọi người. Noel này thì mình muốn chúc mọi người có một mùa Noel này thì mình muốn chúc mọi người có một mùa Noel thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Let's go. Chỉ còn 27% nữa thôi là chúng ta sẽ đạt đến cái đích. Mình nhất định là mình sẽ tới cái đích này nhanh nhất. Oh my god, nãy giờ là hơn 15 phút rồi. Nãy giờ là chúng ta đã chạy. Trời ơi các bạn ơi, nãy giờ là mình sử dụng hết là 11 phút rồi. Thật là không thể tin nổi luôn á. Trời ơi các bạn ơi, trời ơi, chỉ còn 4 phút nữa thôi. Không biết là mình có làm nên kỳ tích hay không. No. Các bạn ơi, thời gian mà các bạn chơi hết cái trò này thì các bạn ơi, thì thời gian để mà các bạn chơi hết cái trò này bao nhiêu phút thì các bạn cũng bình luận xuống cho mình nha mọi người. Mình sẽ like ai mà có thời gian mà nhiều nhất, có ai mà có thời gian ngắn nhất á thì mình sẽ like cái bình luận đó. Ô, cái gì vậy má? Trời ơi, ở trước mặt mình chính là một cái bức tường thành bằng tia laser. Làm sao mà để mình có thể vượt qua khỏi cái bức tường thành này càng nhanh càng tốt đây. Dạ, yeah, mình làm được rồi. Oh my god, dạ yeah. Chỉ còn 16% nữa thôi là chúng ta sẽ đạt đến cái đích. Mình làm được mà. Đây là cột mốc thứ 88 rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi xe lăn mà đi thi OB như thế này. Quá là đỉnh luôn nha mọi người. Dạ, yeah, chúng ta sẽ làm được thôi. Nhanh thôi. Chỉ còn một xíu nữa thôi là chúng ta sẽ đạt đến với cái cột mốc thứ 90. Mình sẽ làm được mà. Oh my god các bạn ơi, chỉ còn 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa thôi là chúng ta sẽ đến với 15 phút. Như là cái mục tiêu mà mình đề ra là mình chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này trong vòng 15 phút là mình thành công rồi nha mọi người. Oh my god, sao mình chơi ngu dữ vậy nè. No, các bạn ơi, thì đã một tuần qua thì mình đã rất là bận công việc nên bây giờ mình mới chơi lại cái game này thì mình cảm thấy mình đang rất là cứng tay nên mình chơi cái trò này quá là gà luôn. No. Dạ, yeah, khúc này chúng ta sẽ cùng nhau tập trung hết sức là có thể nha mọi người. Bởi vì sắp tới đích thì mỗi cái tia laser này càng ngắn lại, mà càng ngắn lại thì càng khó, mà càng khó thì chúng ta sẽ khó. Mà càng khó thì chúng ta sẽ không thể mà vượt qua cái thử thách này càng nhanh càng tốt. Trời ơi, chỉ còn một phút nữa thôi. Rồi các bạn ơi, cái thử thách này của mình đã thất bại rồi chứ mọi người. Chỉ còn một phút nữa thôi mà mình cũng không làm được nữa. Dạ, yeah, 95 rồi. Mình nghĩ là trong cái thử thách này thì mình sẽ mất khoảng 16 phút để vượt qua khỏi chỗ này. Còn một xíu nữa thôi, còn một xíu nữa thôi, còn một xíu nữa thôi. Trời à. Oh my god các bạn ơi, thì Dung Cúc đang ở đằng sau lưng mình, không biết con nhỏ Dung Cúc này có vượt qua. Đi qua đi em, đi qua trước đi, dù sao thì anh cũng thua rồi. Không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cẩn thận nhất có thể nha em gái. Trời ơi em cẩn thận quá, em rớt qua thế giới bên kia mất tiêu rồi. Anh cũng chả. Trời ơi mà chết rồi. Mày cũng không hiểu nổi luôn á. Bình thường mình chơi hay lắm mà ta. Sao hôm nay mình chơi gà quá dữ vậy nè. Trời ơi là chết nữa rồi. Làm sao mà để giữ được cái vị trí hay như thế này được. 1, 2, 3.
Mocha bác. Thấy chưa mọi người, càng về tới đích thì nó sẽ càng khó. Chúng ta không bắt kịp được thị trường thì chúng ta sẽ bị chết. Ủa mình qua được chưa? Mình qua được rồi mọi người ơi. Và bây giờ mình tới đích rồi. Chỉ còn 2% nữa thôi. Thì chúng ta sẽ đến đích với cái map này. Cố lên. Chúng ta đã làm được rồi. Các bạn ơi, thì mình vượt qua cái map này trong khoảng thời gian là 15 phút 35 giây, thì mình bị lố 35 giây mọi người. Nhưng mà không sao, đó là một cái thành tích rất là ngưỡng mộ đối với mình. Bởi vì mình bị chân bị què mà mọi người. Hôm nay mình đi chiếc xe lăn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình không muốn bị què chút nào hết. Và bây giờ thì mình cùng nhau đi chơi Noel thôi nha mọi người. Let's go.